Càng gần thời điểm các giải vô địch quốc gia khởi tranh thì thị trường chuyển nhượng lại càng xuất hiện những diễn biến kịch tính. Do vậy, trong bản tin ngày hôm nay, hãy tìm hiểu chuyện Bruno Fernandes suýt rời Manchester United, còn Manchester City tiếp tục để bom xịt ra đi theo dạng cho mượn. Ngoài ra, việc Juventus phũ với công thần tuyển Ý hay Barcelona vẫn chưa đăng ký cho Dani Olmo tham dự La Liga cũng sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Không để mất thêm giây phút nào nữa, chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Bruno Fernandes được trèo kéo rời Manchester United. Bruno Fernandes vừa báo tin vui cho các cổ động viên Man United bằng cách ký vào bản hợp đồng mới cùng Quỷ Đỏ. Thậm chí ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng thẳng thắn thừa nhận việc mình đã nhận được nhiều lời trèo kéo rời sân Old Trafford bằng phát biểu: "Manchester United biết rằng có khả năng tôi sẽ ra đi vì tôi đã nhận được những lời đề nghị rất cụ thể. Thế nhưng đội bóng cho thấy họ cần tôi và hiện tại là thời điểm có thể xuất hiện nhiều thay đổi và mọi người muốn làm những điều khác biệt." Atletico Madrid từ chối bán João Félix cho Chelsea. Chelsea cùng với Atletico Madrid vẫn đang thương thảo về trường hợp của João Félix, nhưng tình hình không khả quan như kỳ vọng của các cổ động viên. Theo nhà báo Ruben Uria, đại diện La Liga đã từ chối lời đề nghị trị giá 45 triệu euro từ phía The Blues do muốn thu về 60 triệu euro khi bán nhân tố sinh năm 1999. Ngoài ra, cả hai câu lạc bộ cũng chưa tìm được tiếng nói chung về thương vụ Conor Gallagher. Vì vậy, những cuộc đàm phán sẽ tiếp tục diễn ra trong phần còn lại của phiên chợ hè, nhưng kết quả của chúng vẫn là ẩn số với các cổ động viên. Ten Hag tin rằng Manchester United đang đi đúng hướng. Khởi đầu mùa giải mới bằng thất bại trong trận tranh siêu cúp rõ ràng không phải kết quả làm hài lòng huấn luyện viên Erik Ten Hag. Dẫu vậy, chiến lược gia người Hà Lan đã lập tức trấn an người hâm mộ bằng tuyên bố: "Chúng tôi biết mục tiêu của mình và Manchester United đang đi đúng hướng khi giành được hai danh hiệu những mùa giải qua. Do vậy, câu lạc bộ cần phải lắp ghép các tân binh vào đội hình và cải thiện lối chơi của mình. Tôi luôn đặt kỳ vọng rất cao và Manchester United muốn giành được những danh hiệu." Napoli muốn đổi Osimhen lấy hai cầu thủ Chelsea. Nổi tiếng là một đối tác khó chơi trên bàn đàm phán, và Napoli vừa đưa ra lời đề nghị không hề dễ chịu với Chelsea xung quanh trường hợp của Victor Osimhen. Cụ thể, huấn luyện viên Antonio Conte muốn Chelsea đưa Romelu Lukaku và Cesar Casade vào cuộc thương thảo, cộng với một số tiền nữa để đổi về sự phục vụ của chân sút 25 tuổi. Dẫu vậy, phương án trên chưa được phía The Blues chấp thuận, nên các bên vẫn đang níu chân nhau trên bàn đàm phán. Cũng phải nói thêm rằng, Osimhen đã chẳng còn muốn cống hiến cho Napoli khi vừa thẳng tay xóa tên đội bóng nước Ý khỏi tiểu sử mạng xã hội của mình. Chính chân sút 25 tuổi cũng mong những cuộc thương thảo kết thúc để làm rõ tương lai càng sớm càng tốt. Man City cho Ipswich Town mượn Calvin Phillips. Không phù hợp với lối chơi mà huấn luyện viên Pep Guardiola xây dựng tại Manchester City nên Calvin Phillips tiếp tục bị đem đi cho mượn. Lần này thì điểm đến của cầu thủ người Anh là tân binh Ipswich Town và tiền vệ 28 tuổi cũng đã hoàn thành xong bài kiểm tra y tế. Tuy vậy, cũng phải làm rõ thông tin rằng bản giao kèo cho mượn giữa các bên không kèm điều khoản mua đất. Đây là chi tiết thể hiện sự nghi ngại dành cho Calvin Phillips sau thời gian thảm họa tại West Ham. Vì vậy, cầu thủ sinh năm 1995 cần hết sức nỗ lực để tìm lại niềm tin nơi người hâm mộ cũng như giới chuyên môn. Federico Chiesa không được tập luyện cùng đội 1 Juventus. Chẳng ai ngờ là một ngôi sao như Federico Chiesa lại thất sủng nhanh như vậy tại Juventus. Do bế tắc trong việc gia hạn hợp đồng, tuyển thủ Azzurri bị gạt ra ngoài các kế hoạch của lão bà thành Turin và cần khẩn trương tìm bến đỗ mới. Thậm chí đại diện nước Ý còn vừa đưa ra thông báo về việc Chiesa sẽ không được tập luyện cùng với đội 1 kể từ thời điểm hiện tại. Đây là động thái buộc cầu thủ xứ mì ống phải khẩn trương tìm bến đỗ mới trong bối cảnh cũng nhận về một số sự quan tâm. Dani Olmo khó ra sân ở vòng 1 La Liga. Ra mắt Barcelona cùng với rất nhiều kỳ vọng và Dani Olmo cũng đã tập luyện với các đồng đội mới vài ngày qua. Thế nhưng ông lớn xứ Catalan vẫn gặp khó trong việc đăng ký nhà vô địch Euro 2024 nên cầu thủ người Tây Ban Nha dự kiến sẽ không thi đấu trong trận gặp Valencia ở vòng 1 La Liga. Thay vào đó, các culé cần đợi ít nhất đến tuần sau để được chứng kiến tân binh đình đám có trận cầu ra mắt Blaugrana. Kylian Mbappe muốn ghi 50 bàn một mùa cho Real Madrid. Một bàn thắng cùng với một chức vô địch là những gì Kylian Mbappe có được sau trận đấu đầu tiên thi đấu cho Real Madrid. Vô cùng phấn khích sau khi lên ngôi ở siêu cúp châu Âu, thủ quân của đội tuyển Pháp hào hứng đặt mục tiêu cho mùa giải mới cùng tuyên bố: "Chúng tôi là Real Madrid
và không có giới hạn nào cả. Nếu tôi có thể ghi được 50 bàn thắng thì tôi sẽ làm như vậy. Thế nhưng, điều quan trọng vẫn là giành chiến thắng cùng với toàn đội. Mauricio Pochettino đồng ý dẫn dắt tuyển Mỹ. Không tiếp tục cầm quân tại giải ngoại hạng và Mauricio Pochettino cũng chẳng chờ đợi cơ hội dẫn dắt một ông lớn khác tại lục địa già sau khi rời khỏi Chelsea. Thay vào đó, chiến lược gia người Argentina vừa gật đầu với việc tiếp quản chiếc ghế nóng tại đội tuyển Mỹ. Đây sẽ là bước chuyển quan trọng của cựu thuyền trưởng Paris Saint-Germain khi ở phần đã qua trong sự nghiệp, Pochettino mới chỉ làm việc ở cấp độ câu lạc bộ. Barcelona cân nhắc không cho Atletico Madrid mượn Lenglet. Atletico Madrid đang muốn mượn Clément Lenglet từ Barcelona, nhưng thương vụ chưa thể hoàn thành do những tính toán từ đội chủ sân Camp Nou. Theo Mundo Deportivo, Blaugrana vẫn đang lưỡng lự về việc để hậu vệ người Pháp cập bến sân Wanda Metropolitano do mối quan hệ thù địch giữa hai câu lạc bộ. Dẫu vậy, đặt trong trường hợp ngôi sao xứ Lục Lăng đã mất chỗ đứng tại Barcelona, thì việc Lenglet ra đi là giải pháp tốt nhất cho tất cả các bên. Barcelona săn đuổi Luis Diaz. Thất bại trong việc theo đuổi Nico Williams khiến Barca phải chuyển hướng sự quan tâm sang mục tiêu khác. Trong một tuần trở lại đây, ông lớn xứ đấu bò đã bắt đầu dò hỏi ekip của Luis Diaz về khả năng ngôi sao Nam Mỹ chia tay Sun Anfield trong phiên chợ hè. Đây là thương vụ hoàn toàn có thể xảy ra do trụ cột tuyển Colombia vốn đã công khai mơ ước được chơi cho Blaugrana từ lâu. Manchester United quan tâm Ben Chilwell. Dù không phù hợp với lối đá mà huấn luyện viên Enzo Maresca xây dựng và đang bị Chelsea điền vào diện thanh lý, nhưng Ben Chilwell vẫn là lựa chọn đầy chất lượng với nhiều ông lớn. Hiện tại, Manchester United đang quan tâm đến ngôi sao người Anh như một sự bổ sung cho vị trí hậu vệ trái. Cũng phải nói thêm rằng giữa Quỷ Đỏ và The Blues có mối quan hệ làm ăn khá tốt, nên khả năng Ben Chilwell cập bến nhà hát của những giấc mơ là không nhỏ chút nào. Tottenham Hotspur từng săn đuổi Pedro Neto. Do quá trình đàm phán tương đối bí mật giữa Chelsea và Wolverhampton về Pedro Neto, nên báo chí hầu như không ghi nhận bất kỳ thông tin nào trước khi thương vụ hoàn thành. Thậm chí, Tottenham Hotspur còn tưởng là mình sắp chiêu mộ thành công ngôi sao người Bồ Đào Nha khi gửi một đề nghị không hề tồi đến bầy sói. Cụ thể, gà trống sẵn sàng dùng 40 triệu bảng cùng với Oliver Skip để đổi lấy sự phục vụ của Neto. Kết quả sau đó thì ai cũng biết, khi Wolverhampton chấp nhận lời đề nghị từ Chelsea, còn Tottenham Hotspur cần chuyển sang một mục tiêu khác. Các cầu thủ Premier League quỳ gối 6 lần mùa tới. Trong quá khứ thì nghi thức quỳ gối đã xuất hiện nhiều lần tại Premier League như một hình thức ủng hộ việc chống lại nạn phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử. Theo dự kiến, hoạt động trên sẽ diễn ra 6 lần vào mùa giải tới để tiếp tục thể hiện thông điệp tốt đẹp mà nó mang theo. Tuy vậy, thời gian cụ thể mà các cầu thủ thực hiện quỳ gối vẫn chưa được làm rõ và các fan sẽ phải chờ thêm để biết thông tin chi tiết hơn. Trên đây là những tin tức nóng hổi nhất của thế giới bóng đá trong 24 giờ qua. Thị trường chuyển nhượng đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất và mọi bom tấn sẽ được cập nhật trên các clip của chúng tôi. Bên cạnh đó là những tin tức nóng hổi khác về các câu lạc bộ tên tuổi, nên đừng quên trở lại đây vào ngày mai để cảm nhận từng nhịp đập của làng Túc Cầu. Còn bây giờ thì xin chào và chúc mọi người có ngày mới thật hứng khởi và nhiều niềm vui.